một ngày hay là phải ăn gì đó thôi mọi người. Nó cổ chập là tự biết thôi. Là kiểu chi rồi hắn cũng phải qua cái giai đoạn mắc cổ thôi mọi người cô nè. Thế là phải ăn chú biết nào. Đó giờ này nó nhỏ ngầu ngầu. Ngầu. Chứ có họ họ dễ quá đồ một gì á. Có họ sai họ dễ quá họ da thành cái viên bi đó đó, có lần bóc me nữa đó. Video này xíu nữa một cô lạ này nào cầm lên nha đây đó đó nha đây. Tập lần lần lấy cái tập thô lên đó hiểu không, tập ăn thô giống như ăn cơm của mình nữa đó, lấy cái tập lần 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 lên nữa đó, không có ra rồi mình không sợ. Chỗ nhà chân á, chỗ chỗ nâu nâu á, nâu nữa. Ăn đi biển hơi nhớt xí nhưng mà sướng chưa, sướng chưa. Nghe một ăn đi biển hơi nhớt xí nhưng mà được cái là bởi vậy, bởi vậy, bởi vậy để cho mẹ hả? Rồi xíu nữa dậu xa. À không em biết rồi. Đó, em nghe nha. Em biết đấy. Cổ. Nghiền rồi, mắc cổ gì mà cổ. Cổ đó. Đằng đằng nữa là nó ăn thô đi đấy. Nếu cái giếng nó tụt khô quá rồi, nó dưỡng được. Nè, hết con này đi. Anh này, đó, bỏ vô miệng luôn vậy. Hết hả? Ừ. Bữa nha đấy giờ đó, bữa nha miệng mới nha. Bởi vì dừng hút. Đấy cái lần lần đó mình mà mình bỏ quá đồ vô chẳng ai đấy đó. Điểm này, điểm này anh thấy kìa. Đấm vô. Em đi thiếu mệt kìa. Mà cũng phải cho em lần lần để nhóm chuyển qua cây mất. Chứ một tuổi là nó không chịu nha là cứ nữa là nó ăn chố, một tuổi vẫn còn ăn chố là nó đứa bụng. Ôi. Ôi. Ôi, nó rồi đó. Em thấy được cơm rồi đó. Ra em một hộp cơm với bàn một bóc chố đó một ngày chứ không phải mà nữa nào, một hộp cơm chứ.